viên khi đi thi viết ấy, các bài thi viết cuối kỳ hoặc là các bạn làm các bài tiểu luận nghiên cứu khoa học tốt nghiệp, thì có một cái phần mà các bạn thường làm không được tốt lắm, đó chính là cái phần viết khái niệm. Cái khái niệm đó là cái nội dung quan trọng đầu tiên trong phần cơ sở lý luận, nhưng đa phần chúng ta chưa biết cách viết như thế nào. Thế thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta viết phần khái niệm này để chúng ta không bị bỏ sót bất cứ một cái điểm nào nhé. Let's go. Bạn sinh viên thì mình hay làm đây. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy có vấn đề gì không ạ? À, bạn đã có phần trích dẫn nguồn này. Thứ hai là bạn trích dẫn trực tiếp thì bạn đã có ngoặc kép này. Nhiều bạn sinh viên bảo đây là tốt mà thầy. Đúng rồi, bạn sinh viên này đã biết cách cơ bản trình bày một phần khái niệm rồi. Nhưng mà nhiều bạn sinh viên thì mình sẽ thiếu cái gì nào? Thứ nhất là thiếu cái phần trích dẫn nguồn khi trình bày khái niệm. Cái thứ hai là trích trực tiếp thì không để ngoặc kép. Thứ ba là các bạn không biết cách trích gián tiếp như thế nào để giảm tỷ lệ đạo văn. Đấy là các bạn sinh viên thì mình hay mắc nhá. Và các bạn nhớ là khi làm bài tiểu luận rồi bài nghiên cứu khoa học, khoa học tốt nghiệp, báo cáo thực tập, kiến tập thì chúng ta đều phải trình bày cái phần khái niệm gần như là cái phần đầu tiên cho phần cơ sở lý luận. Nhưng kể cả khi chúng ta viết cái bài thi viết kết thúc môn học ở trên trường, trong các kỳ thi chúng ta vẫn phải trình bày khái niệm. Và cách trình bày khái niệm ở trên Word như thế nào thì trình bày ở phần bài viết cũng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta trình bày chuẩn nhé. Thứ nhất là khi chúng ta trình bày một cái khái niệm, nếu mà có nhiều cái khái niệm hoặc có nhiều quan điểm khác nhau thì chúng ta cần phải trình bày rằng là với cái khái niệm về du lịch này có nhiều quan điểm khác nhau. Sau đó chúng ta có thể trình bày từng cái quan điểm một. Ví dụ đây là một cái quan điểm trong luật du lịch 2017. Đó, thì đầu tiên chúng ta phải có trích nguồn. Thứ hai là chúng ta hạn chế trích trực tiếp. Đây là bạn đang trích trực tiếp nhé. Bởi vì trích trực tiếp thì nếu như nhà trường người ta không cho phép chúng ta được miễn trừ trong ngoặc kép thì tỷ lệ đạo văn của chúng ta rất là lớn. Chúng ta nên sử dụng các cái cách trích dẫn gián tiếp là an toàn nhất. Đây là cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba là với một khái niệm chúng ta hạn chế trích một cái khái niệm chẳng chặn như thế này, và chúng ta nên trích nhiều cái quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau. Bởi vì một cái vấn đề, một cái hiện tượng có thể có nhiều quan điểm, nhiều góc nhìn khác nhau về nó. Thế thì chúng ta có thể chỉ ra cho người đọc biết rằng một cái khái niệm này hoặc một cái vấn đề này nó có thể có nhiều góc nhìn, thì chúng ta có thể trình bày nhiều khái niệm. Sau đó chúng ta vẫn phải chốt lại là trong bài nghiên cứu này hoặc là trong bài tiểu luận này, trong bài viết này em sử dụng cái góc nhìn nào làm cái góc nhìn chính, được chưa nhỉ, để xuyên suốt toàn bài. Và khi chúng ta đã lựa chọn cái góc nhìn chính rồi thì toàn bộ bài của chúng ta đều phải đi theo cái góc nhìn đó, đi theo cái nội hàm mà chúng ta trình bày trong phần khái niệm của mình. Đó, thế thì đối với bài của bạn sinh viên này nhìn thì có vẻ là tốt rồi, có trích dẫn, có đúng trích đúng style, nhưng mà ít nhất là nó vẫn còn thiếu về các cái góc nhìn khác nhau. Cái thứ hai là nó phải chốt được trong bài là bài này theo góc nhìn nào. Và cái thứ ba là phải phân tích được cái khái niệm đó được hiểu như thế nào. Đó, thế thì ba cái vấn đề như vậy nó mới tạo ra được một cái phần trình bày khái niệm nó tốt nhất. Chứ còn như thế này vẫn chưa phải là tốt nhất các bạn nhé. Ok, hy vọng là video này giúp cho các bạn thấy được là khi muốn trình bày một cái phần khái niệm thì phải trình bày như thế nào cho nó đầy đủ, cho đúng về mặt ý nghĩa, cả về mặt hình thức. Chúc các bạn làm bài thật tốt. Nếu có vấn đề gì trong quá trình làm bài tiểu luận, nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập và kiến tập, đặc biệt là vấn đề trích đạo văn, thì các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là comment dưới phần bình luận, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn làm bài thật tốt.